Xin chào các bạn, tôi đang đứng trên con đường Lạch Huyện đi vào đây. Đây là cái cảng Lạch Huyện. Bên tay trái đây là cảng cũ, các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây là cảng cũ. Đấy, đường như này. Thì đây sẽ là cái cảng quốc tế, cảng nước sâu quốc tế có thể là lớn nhất miền Bắc và đang được đầu tư một cách khủng khiếp. Cái dự án mà tôi đang đầu tư nó cách đây khoảng 2 km tôi đi khoảng tầm mất khoảng 5 phút. Đấy, và cái cảng này thì hiện tại đã được mở rộng vào kế hoạch, nó dài khoảng 10 km lấn biển. Các bạn thấy sức mạnh khủng khiếp của nó. Đây, tôi sẽ cho các bạn xem. Đây, phía sau tôi là đang hàng rào, họ đang làm, họ đang thi công. Xa kia chính là đang lấn biển. Họ đang làm cái cột bê tông lấn biển dài tít. Các bạn nhìn thấy, các bạn nhìn rõ không? Khoảng tầm 10 km tầm như rồi, đang thi công hàng ngày. Và điều đặc biệt, các bạn nhìn thấy đây, bên tay trái tôi đây, bên này, đây chỉ kia. Đó kia, các bạn nhìn rõ không? Phía xa kia chính là nhà máy VinFast. Đó, và được biết ở cái cảng này thì thi công một cái khủng khiếp, tức là từ Lạch Huyện ra đây thì tóm lại là không có gì để nói, tức là vừa có cảng nước sâu, cảng quốc tế và một hệ thống khu công nghiệp lớn khủng khiếp dọc hai bên đường khi từ hết cao tốc Hà Nội bắt đầu chân Quảng Ninh sang Gian. Đây là hai bên là các cái khu công nghiệp lớn khủng khiếp, và các bạn nhớ rằng là đây là một hệ thống cảng quốc tế, cảng tải, cảng vận biển tải quốc tế và dài 10 km, và dài 10 km, và vận tải biển là một trong kênh mà vận tải có chi phí thấp nhất, hiệu quả nhất, đúng không ạ? Để chúng ta có thể hóa đây, tôi sẽ quay rõ hơn một lát, rõ hơn đây, các bạn nhìn rõ đó. Đây, các bạn có nhìn rõ không? Đây. Bên kia là quần đảo Cát Bà, bên kia là quần đảo Cát Bà, các bạn thấy cái tàu đang ra vào đây, và khi cái cảng này hoàn thành, đúng không ạ? Bên kia là nhà máy VinFast. Bên kia. Đấy, đây là cái đường mà đây là cái đường mà nó kéo dài từ bên kia xuống. Bên đây là thị trấn Cát Hải cũ. Đây là mang một cái khu công nghiệp mà nó có ôn liên quan tất cả mọi thứ, cảng biển, đất khu công nghiệp, đúng không ạ? Có bên Cát Bà là nghỉ dưỡng. Được rồi. Thì tôi là Trần Minh, chuyên gia tư vấn bất động sản.